Những ngày vừa qua, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước sự tan vỡ của cặp đôi Xanh và Diệp, đứng trước nhiều nghi vấn, cả hai đều đã có những động thái giải thích cho người hâm mộ. Mặc dù không đưa ra lý do nào cụ thể nhưng nhìn vào động thái của cả hai, người hâm mộ phần nào hiểu được câu chuyện dẫn đến chia tay. Đứng trước nhiều nghi vấn bỏ Xanh để quay lại với người yêu cũ, có con với người yêu cũ rồi bắt Xanh đổ vỏ, Diệp đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, nữ TikToker đã chụp lại một kênh TikTok đưa tin như sau: Xanh vẫn luôn bảo vệ Diệp kể cả lúc rời đi chỉ vì Diệp quá tệ, qua lại với người yêu cũ. Xanh biết quá thất vọng nên chọn cách rời đi. Bên cạnh đó, một tài khoản mạng xã hội khác tự xưng là Diệp và viết những lời giải thích rằng sau 5 năm bên nhau, đứa con này cũng không phải của anh, em xin lỗi rất nhiều. Điều này ngầm khẳng định rằng cặp đôi chia tay là do Diệp quay lại với người yêu cũ vì có chung máu mủ. Tuy nhiên, chính chủ đã ngay lập tức lên tiếng rằng không hề có chuyện như vậy và đó là do nick ảo bịa đặt ra. Đến nay, Diệp chưa đưa ra lý do thật sự khiến hai người chia tay nhưng cả hai đều đã ngầm khẳng định không còn liên quan gì đến nhau nữa. Về phía Xanh, anh chia sẻ, mình xin đính chính mọi chuyện là Diệp không ngoại tình nha. Thời gian vừa qua mình với Diệp có nhiều bất đồng về quan điểm sống và hiện cả hai đang cho nhau thời gian để suy nghĩ và thay đổi tốt hơn. Cuộc sống này không ai hoàn hảo cả, mỗi người sẽ có những khuyết điểm riêng, quan trọng là sự thấu hiểu và cùng nhau thay đổi. Nếu còn duyên ắt sẽ tự tìm về với nhau. Cảm ơn lời động viên cũng như xin lỗi cả nhà mình nhiều vì ồn ào vừa qua. Đồng thời, phía dưới clip Xanh cũng đã để lại bình luận ai cũng sẽ có lúc sai lầm đánh mất chính mình. Anh vẫn sẽ ở đây, đợi em, khiến dư luận dấy lên nghi vấn lý do chia tay thực sự đến từ phía đàn gái. Được biết, cặp đôi đã yêu nhau từ 2019 và đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023 với chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vừa qua cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trước đó, ngày 20 tháng 3, trong một clip được đăng tải, cư dân mạng phát hiện chỉ có Sơn Anh, Xanh xuất hiện một mình trong bộ vest trắng giống clip cũ từ hồi làm đám cưới, còn Diệp thì hoàn toàn biến mất. Bên cạnh đó, clip chỉ vỏn vẹn 2 chữ tạm biệt cùng dấu mốc thời gian đánh dấu quãng thời gian yêu nhau. Netizen cũng phát hiện rất nhiều động thái lạ của cặp đôi trên mạng xã hội, như việc Xanh unfollow, bỏ theo dõi Diệp trên TikTok. Cụm từ tìm kiếm Diệp không chổi ngoại tình liên tục xuất hiện trên thanh tìm kiếm trong các video liên quan đến cả hai. Hình ảnh đại diện trên trang cá nhân được thay đổi thành màu đen, kèm theo đó là các dòng mô tả tiểu sử như đang thông báo kết thúc chuyện tình. Vốn là cặp đôi hot TikToker với những content yêu đương nhí nhảnh, Xanh và Diệp nhận được sự quan tâm lớn và chúc phúc của dân tình. Xanh tên thật là Trần Minh Sơn Anh, sinh năm 1998, sở hữu kênh TikTok có hơn 4,3 triệu người theo dõi. Còn Diệp tên thật là Bùi Thị Bích Diệp, sinh năm 1999, chủ kênh TikTok có hơn 1,7 triệu người theo dõi và được biết đến nhiều hơn với biệt danh Diệp không chổi. Các clip của cặp đôi luôn hút hàng triệu views, điển hình như video cầu hôn lãng mạn trong rạp chiếu phim thu hút hơn 7 triệu views, video đám cưới hoành tráng hút hơn 15 triệu views.